Ayo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Khang Huỳnh AK Gaming nha. Lại là tôi, hướng dẫn viên du lịch của các bạn đây. Sau khi đến Inazuma, tôi được giao khá nhiều nhiệm vụ quan trọng, chẳng hạn như khám phá Inazuma hay giúp đỡ người dân gỡ bỏ lệnh săn lùng Vision. Một thế lực siêu nhiên nào đó khiến tôi đang lang thang tại thành Inazuma mà tự nhiên phải dịch chuyển đến các hang cùng ngõ hẻm khắp bản đồ Inazuma, và tôi liên tục tạo điểm nhấn, được đánh đu cùng với Ayaka, được đi hàng hò cùng với Rene. Inazuma là một vùng đất nằm ở phía đông của lục địa Tây Bắc trong Genshin Impact, được ra mắt tại phiên bản 2.0 và cập nhật vào ngày 21 tháng 7 năm 2021. Inazuma là vùng đất được lấy cảm hứng từ Nhật Bản và là quốc gia thứ ba mà chúng ta đặt chân đến. Hiện tại, Inazuma nằm dưới sự cai trị của Raiden Shogun, một trong 7 vị thần trên lục địa Tây Bắc. Và trong video này, xin mời mọi người cùng mình tìm hiểu tất tần tật về lô quốc Inazuma. Thứ nhất, chính sách cô lập Inazuma. Không rõ thời gian nào trong game, Raiden Shogun đã quyết định đóng cửa Inazuma để phòng thủ trước kẻ thù. Từ đó, Inazuma tuân thủ nghiêm ngặt chính sách cô lập. Tất cả các hoạt động giao thông với các thế lực bên ngoài đều bị cấm. Hành vi tự ý vượt biên được xem như trọng tội và bất cứ người nào nhập cảnh trái phép đều bị truy nã ngay lập tức. Nhưng mà hợp pháp thì vẫn được nha. Về khoản nhập cảnh hợp pháp thì buộc phải đi đăng ký giấy tạm trú tạm vắng và đóng một khoản phí nhập cảnh không hề nhỏ. Khi vừa đến nơi, Aether và Baemon chỉ với hai người thôi mà họ đã chém tận 2 triệu Mura rồi. Nhưng với sự giúp đỡ của anh thủ địa Thoma, từ 2 triệu Mura anh hạ về còn đúng 600 Mura. Quả này mấy anh mấy chị cắn hơi sâu ha. À không, cái này họ cắn tới xương luôn rồi các bạn. Nhờ chính sách cô lập được thực hiện một cách nghiêm ngặt, kết hợp với tiềm lực quân sự và địa hình hiểm trở, Inazuma tránh được hầu hết những cuộc chiến tranh trực diện. Thứ hai, mạng lưới thông tin. Là một quốc gia biệt lập, Inazuma phát hành tờ báo riêng và chỉ đăng các sự kiện quốc gia. Không có bất cứ một tin tức nào về tình hình thế giới được công bố. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, sự việc Aether giúp đỡ các quốc gia khác thoát khỏi hiểm họa thì những người đứng đầu đều biết đến. Phương tiện truyền tin phổ biến tại Inazuma là những chú quạ truyền tin. Các chú quạ truyền thư không may bay vào không phận, chẳng hạn như địa bàn hoạt động của bang Arataki, thì sẽ nhanh chóng được bơi trong nồi sáo măng. Tuy nhiên, rất hiếm khi thấy họ sử dụng phương tiện này, chỉ khi cần truyền đi xa như đền Narukami thì người ta mới thấy. Thông thường thì các hiệp hội thường sử dụng phương tiện chạy bằng cơm, chẳng hạn như việc cô tử thư của hiệp hội Kanzo nhà chúng ta đưa thư cho vị hôn thê của cô ấy. Thứ ba, các ngành kinh tế nổi bật. Inazuma được mệnh danh là quốc gia của những tia sét, chính vì vậy các hiện tượng lạ thường xuyên xuất hiện và chính điều này đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu đến để khám phá. Ngoài ra, Inazuma còn có nguồn tài nguyên khá dồi dào, chẳng hạn như là các loại khoáng sản và khai thác mỏ. Bên cạnh đó thì cũng không thể nào không nhắc đến loại cỏ Naku. Loại cỏ thu hút rất nhiều người đến để tìm mua và bào chế nó. Sau khi qua tay của các dược sĩ, chỉ cần hít một miếng, đảm bảo không phê không lấy tiền. Vui lòng liên hệ Yomiya nếu như các bạn muốn mua và trải nghiệm cỏ Naku. Ngoài ra, Inazuma còn nổi trội về các ngành thủy hải sản, nông nghiệp và thương mại. Thứ tư, chính sách cai trị. Lô quốc Inazuma được cai trị bởi Raiden Shogun. Bên dưới Raiden Shogun có một hệ thống quản lý đất nước về các lĩnh vực khác nhau. Hệ thống này bao gồm 3 hiệp hội. Bên dưới 3 hiệp hội sẽ có những gia tộc nhỏ lẻ khác để hỗ trợ họ. Thứ nhất là hiệp hội Tenryu, thứ hai là hiệp hội Yashiro và thứ ba là hiệp hội Kanzo. Hiệp hội Tenryu là lực lượng cảnh sát quân đội chính của Inazuma. Hiệp hội này chịu trách nhiệm bảo vệ đất nước khỏi kẻ thù bên ngoài và duy trì trật tự. Kèm theo đó là họ thi hành lệnh truy lùng Vision. Hiệp hội Tenryu được lãnh đạo bởi gia tộc Kuzo. Thứ hai là hiệp hội Yashiro. Hiệp hội này chịu trách nhiệm về quản lý hoạt động tôn giáo và văn hóa tại Inazuma. Họ quản lý đền thờ và chùa chiền, cũng như là tổ chức các lễ hội và nghi lễ tôn giáo. Hiệp hội Yashiro được lãnh đạo bởi Kamisato Ayaka, em gái của Kamisato Ayato. Cuối cùng là hiệp hội Kanzo, chịu trách nhiệm về kinh tế và thương mại ở Inazuma. Hiệp hội này điều chỉnh thị trường, thu thuế và quản lý các ngành công nghiệp chính của đất nước. Hiệp hội Kanzo được lãnh đạo bởi gia tộc Hiyagari. Bên dưới các hiệp hội luôn có những gia tộc dốc hết sức mình để hỗ trợ và quản lý, hoặc là ngược lại. Nhiều năm về trước, khi gia tộc Kadehara còn chưa bị sụp đổ, họ có mối quan hệ khá là thân thiết và hết lòng phụng sự gia tộc Kamisato. Chính vì điều này mà gia tộc Kamisato và gia tộc Kadehara có mối quan hệ khá là thân thiết. Mãi cho đến sau này, khi gia tộc Kadehara bị sụp đổ, lệnh truy lùng Vision được ban hành và Kadehara Kazuha bị quân lính truy nã khắp nơi. Nhờ có mối quan hệ ân tình mà Kamisato Ayato nhiều lần giúp đỡ Kazuha thoát khỏi những tình cảnh hiểm nghèo. Đã nói đến trung thành thì cũng không quên nhắc những anh tài cơ hội và những anh tài cõng rắn cắn gà nhà. Trong diễn biến nhiệm vụ ma thần, hiệp hội Kanzo và hiệp hội Tenryu đã liên thủ với Fatui vì cái lợi trước mắt. Họ phủ quyết những lá đơn phản đối lệnh truy lùng Vision mà không cần đọc qua. Trong khi đó, Fatui thì ngày ngày âm thầm sản xuất để lưu sành để hãm hại quân sĩ Sanjo Nobiya.
Và ngay khi chúng ta đặt chân đến Inazuma, lão già tại hiệp hội Kanzo liền tìm một cách giữ chân chúng ta tại đảo Rito. May mắn là nhờ tiểu thư của hiệp hội Kanzo, tức là con gái ổng, đã giúp chúng ta rời khỏi và an toàn đến hiệp hội Yashiro. Ngay sau khi mọi chuyện được giải quyết, hiệp hội Tenryou bị sụt giảm uy tín nghiêm trọng. Gia chủ Kuzo viết đơn thú tội và tất cả công việc đều giao lại cho người con trai tên là Kuzo Kamaji. Nhận thấy đây là thời cơ tốt để tranh đoạt và quản lý hiệp hội Tenryou, gia tộc Takatsukasa đã âm mưu bắt cóc và tra khảo Kuzo Kamaji với mục đích là đoạt lấy lá thư nhận tội, kèm theo đó là lão có không quên phần tự nâng bi bản thân để có thể đường đường chính chính thay thế gia tộc Kuzo. Vừa hay lúc đó A vừa đi đến, cô ra điều kiện, nếu ai có gan dám solo với cô thì sẽ được quyền lãnh đạo hiệp hội Tenryou, kể cả những binh sĩ cũng có quyền tham gia. Nghe thấy điều này, lão Takatsukasa rén tục bao quy đầu, chỉ riêng Kuzo Kamaji là dám cầm kiếm để chiến đấu với A. Dù thua khá là thảm hại nhưng mà A cũng đã nương tay. Sau khi thấy lòng dũng cảm của Kamaji, A tạm gác lại tội trạng của gia tộc Kuzo và quyết định để Kamaji tiếp tục quản lý hiệp hội Tenryou. Trước khi đi, A cũng không quên khè hai gia tộc, đứa nào làm phản là ăn một đau. Về quyền thừa kế, nếu chẳng may người quản lý hiệp hội mất, con cái của họ sẽ được thừa kế. Chẳng hạn như việc anh em nhà Kamisato, sau khi cha mẹ của họ mất, Ayaka buộc phải gánh vác hết các công việc của hiệp hội Yashiro. Còn Kamisato Ayato dù có đủ tư chất và được Yemiko đánh giá là một kẻ mưu mô còn hơn cả cô, anh ta thì chỉ âm thầm giúp đỡ Ayaka khi gặp điều gì đó khó giải quyết, còn lại thì anh ta chỉ thích đi đấu võ với bang Arataki Ito thôi. Nếu như gia tộc đang phụ trách và quản lý hiệp hội nhưng không có con cái để thừa kế thì các gia tộc phía dưới được phép tranh cử. Mỗi một hiệp hội sẽ có một trọng trách riêng và không thể bị xen vào. Chẳng hạn như bộ ông chú tạo ra Vision hàng giả để những người mang Vision có thể đánh tráo nhằm tránh bị tịch thu sau khi bị bắt và tra tấn dã man bởi bụi lính canh. Dù rất muốn nhưng mà Ayaka vẫn không thể xen vào, chỉ có thể nhờ Aether âm thầm cất ngục. Tuy nhiên thì một số công việc họ có thể xen vào và cho lời khuyên hoặc là tố cáo hành vi phạm pháp. Trong nhiệm vụ ma thần 2.0, khi phải đối phó với hai tên binh lính có dấu hiệu trục lợi và vu khống, sau khi Thoma đưa chiếc quạt của Ayaka ra và ngay lập tức hai tên lính này cong đuôi chạy mất để tránh việc Ayaka can thiệp vào. Thứ năm, văn hóa Inazuma. Tại Inazuma, các samurai và người dân Inazuma sống và làm việc theo tinh thần võ sĩ đạo. Họ tôn trọng danh dự, sự trung thành và lòng can đảm. Sau khi Raiden Shogun ban hành lệnh truy lùng Vision, các võ sĩ bị tước đi Vision gần như là mất hết ý chí. Đến cả trí nhớ của quên trước quên sau thì nói gì đến giấc mơ. Số samurai còn lại không sở hữu Vision thì khá ủng hộ cho việc này. Một số người dân bị mất đi mục đích và giấc mơ sau việc bị tịch thu Vision, chẳng hạn như là Tamaji, một ông lão sống ở làng Konda. Inazuma cũng là một đất nước trọng giáo dục, người dân có trình độ hiểu biết và học vấn cao. Một người có thể thành tài nhờ tinh thần tự học mà không cần đến trường lớp. Vì vậy, Inazuma đạt đến trình độ cao trong các ngành luyện kim, kiến trúc và rèn kiếm. Nói đến Inazuma cũng không quên nhắc đến lễ hội pháo hoa. Lễ hội này được hiệp hội Yashiro tổ chức vào mùa hè hàng năm tại Inazuma. Trước đây, lễ hội này được tổ chức với mục đích là cầu nguyện cho sự bình an và thịnh vượng cho quốc gia Inazuma. Sau khi lệnh truy lùng Vision được ban hành, lễ hội này chuyển sang thắp sáng hy vọng và ước mơ cho người dân Inazuma. Lễ hội pháo hoa tại Inazuma là một lễ hội rực rỡ và hoành tráng. Những màn pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm, tạo ra khung cảnh vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Cuối cùng, mời anh em cùng mình nhìn lại Inazuma trên bản đồ. Địa hình hiểm trở khiến Inazuma trở nên biệt lập. Vùng biển Tây Bắc luôn phải gánh chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước đây, người dân muốn nhập cảnh buộc phải vượt qua các cơn sóng dữ và những cơn bão, kèm theo đó là những tia sét khắc nghiệt. Tương tự, người dân Inazuma cũng khó có thể rời khỏi. Mạnh mẽ như Kazuha cũng bị sóng đánh cho lật cả thuyền. Cách an toàn nhất là đi trên một con tàu lớn và kèm theo đó là một người có kinh nghiệm hàng hải. Còn ở trong game, một số pháp sư xưa kia dùng cây da để xây cầu băng nhằm vượt biên đến Inazuma mà không cần đến thuyền. Nhưng sau khi đi được một nửa chặng đường thì đã bị những tia sét đánh cho vác hai cái khố da trở về. Đến với Inazuma, bạn hãy ghé qua và trải nghiệm suối nước nóng, nơi tắm chung giữa nam và nữ mà không hề có rào cản. Nằm ở đỉnh núi của phía bắc Inazuma, chính là đền Narukami thuộc quyền quản lý của Yamiko. Tại đây, Ye chuyên nhận và đào tạo các pháp sư trẻ. Đây cũng là nơi quét nhận nhện mỗi ngày của nhà lữ hành khi còn làm ủy thác tại Inazuma. Phía tây của đảo Narukami chính là đảo Rito. Đây vừa là cảng, vừa là địa điểm đặt trụ sở của hiệp hội Kanzo. Nằm ở hướng đông đông bắc, chính là lãnh địa Kamisato, cũng là trụ sở của hiệp hội Yashiro. Đây là địa điểm thường lui đến để nghỉ ngơi của Aether sau một ngày làm cu li mệt mỏi. Theo một nguồn tin đáng tin cậy từ Baymon cho biết, Aether ban ngày làm cu li, ban đêm cậu còn chăm chỉ nâng tạ để gia tăng thêm sức mạnh. Quả tạ mà Aether nâng có trọng lượng là 45kg. Aether nói, ban ngày làm việc mệt mỏi rồi, ban đêm tập nhẹ tí cho thư giãn gân cốt. Ở hướng nam đông nam chính là trụ sở của hiệp hội Tenryou và cũng là nơi đặt tòa thành của Raiden Shogun. Nằm ở giữa bản đồ chính là đảo Kanazuka,
hòn đảo này nổi tiếng với thời tiết cực đoan, mưa và sấm sét quanh năm. Chính điều này đã thu hút khá nhiều nhà nghiên cứu đến đây. Sau khi làm xong nhiệm vụ tại đây, thì thời tiết hòn đảo đã trở về trạng thái bình thường của nó. Nằm ở phía tây của đảo Kanazuka, chính là đảo Yasuroi. Ở phía tây của đảo Yasuroi, chính là đảo Watatsumi. Hòn đảo này không thuộc quản lý của Retetsugun, nó thuộc quản lý của Thánh Pháp Sư Sangonumiya Kokumi. Xưa kia, vào khoảng 500 năm trước, sự kiện Retetsugun chém chết mãng xà Orobashi đã khiến cho người dân Watatsumi bất mãn. Đối với họ, Orobashi như một vị thần bảo hộ. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy vết chém cắt đôi một phần hòn đảo và bộ xương rắn khổng lồ tại Yasuroi. Vết chém này đã khiến cho mặt nước nhiễm điện cho tới hiện tại. Tuy người dân khá là bất mãn nhưng dường như họ không có ý định thù địch. Mãi cho tới khi lệnh truy lùng Vision được ban hành, họ quyết định thành lập quân kháng chiến để chống lại Retetsugun. Và sau sự kiện Retetsugun xóa bỏ lệnh săn lùng Vision, họ lại sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên dưới đảo Watatsumi là một cái hố sâu không thấy đáy. Thực chất đó là cánh cổng để dẫn xuống Enkanomiya. Nằm ở hướng đông nam của đảo Kanazuka, chính là đảo Serai. Đây là một hòn đảo bị phong ấn và những tia sét sẽ giáng xuống liên tục. Sau khi hoàn thành chủ nhiệm vụ giải phong ấn, hòn đảo đã không còn giáng những tia sét nữa. Tuy nhiên thì nhìn cái hố trên thì vẫn khá là sợ hãi. Nằm ở hướng tây nam của đảo Kanazuka chính là đảo Tsurumi. Hòn đảo này nổi tiếng với việc sương mù bao phủ quanh năm. Những bóng ma, vong hồn và bầy sói ma vật luôn luôn trực chờ và tấn công mỗi khi mọi người mất cảnh giác. Một số thiếu sót tại Inazuma. Như mọi người đã biết, Inazuma là quốc gia được lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Tuy vậy có một số chi tiết mà Mỹ chó không đưa vào, ví dụ như là các sòng bạc casino, nơi mà các bạn có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp sau những giờ quay gacha căng thẳng, và cũng là nơi để các bạn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm lên voi xuống chó. Khi vào thì 5 triệu, khi ra thì âm nợ. Ngoài ra, cũng không quên nhắc đến phố đèn đỏ, với các cô gái cực kỳ am hiểu bộ môn nghệ thuật thổi kèn. Hầu như chi tiết này thì trong các bộ anime nào về Nhật Bản thì cũng đều có. Ví dụ điển hình là Kimetsu no Yaiba, phần kỷ viện trấn, hay One Piece, phần Wano. Phải nói là vấn đề này là khá là thiếu sót ha. Ok, vừa rồi thì mình cũng đã tìm hiểu gần như tất tật về lô quốc Inazuma. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh Khang Huỳnh Akai Gaming phát triển. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình, Khang Huỳnh Akai xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.